đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, trong chương trình thời sự hôm nay có bài đẩy mạnh thực hiện mua đọc báo, tạp chí của Đảng và bài Châu Đốc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. Trước hết, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung nổi bật trong tuần. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Trong tuần, Thường trực Thành quỹ Châu Đốc tổ chức hợp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc cấp quỹ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Châu Đốc năm 2020. Tại buổi họp mặt các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc cấp quỹ và các tổ chức chính trị xã hội trải qua 90 năm, công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra dân vận và văn phòng của Đảng không ngừng được củng cố và phát triển. Được sự giáo dục rèn luyện, kiểm tra, động viên khích lệ của các cấp ủy cùng thế hệ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, hệ thống các cơ quan và đội ngũ cán bộ công tác xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn qua các thời kỳ đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng của dân tộc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của thành ủy đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt, đoàn kết thống nhất, làm tốt chức năng tham mưu, giúp ban chấp hành đảng bộ thành phố, ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần quan trọng giúp đảng bộ thành phố châu đốc đạt được nhiều thành tích nổi bật toàn diện, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực được cán bộ đảng viên và nhân dân ghi nhận. Tại buổi họp mặt có ba cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Hội khuyến học thành phố Châu Đốc tổ chức trao học bổng Thần Ngọc Hầu đợt 1 cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Theo đó, ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học thành phố. Trong đợt 1 này, Hội khuyến học thành phố trao tặng 117 suất học bổng Thần Ngọc Hầu cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Cũng trong tuần, Ban chấp hành Thành đoàn Châu Đốc tổ chức tập quấn nghiệp vụ công tác đoàn hội năm 2020. Tại lớp tập quấn, đồng chí Quỳnh Duy Thanh, bí thư Thành đoàn Châu Đốc, đã triển khai các nội dung thông tin, kỹ năng về nghiệp vụ công tác đoàn hội, các thông tin về hội nhập quốc tế, các thông tin thời sự, chính trị, hiện tại. Từ đó, tăng cường nhận thức của đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng kiến thức, cách thức triển khai công tác đoàn hội trong các cơ sở đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn hội, gắn với giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 15 tháng 10 năm 2020, lực lượng công an phường Châu Phú B đang tuần tra trên đường Tân Lộ Kiều Lương đến khu vực tổ chính cấm Châu Thế 1 phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, phát hiện Trần Đại Lợi đang điều khiển xe mô tô biển số 59 l 1 có biểu hiện ghi dấn nên đã chặn lại kiểm tra. Lực lượng kiểm tra phát hiện bắt quả tang tại túi quần phía trước bên trái của Trần Đại Lợi đang mặc có một hình chữ nhật màu đen viền màu hồng, có nắp đậy bằng xốp màu đen, bên trong có chứa một cân điện tử, bên dưới cân chứa tám bọc ni lông trong suốt hàng kính, bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn ma túy đá và một đoạn ống hút nhựa trong suốt, một đầu hàng kính, một đầu cắt xéo. Tại công an phường bước đầu đối tượng đã khai nhận tấm bọc ni lông trong suốt hàng kính, bên trong có chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá, do lợi mua của một người phụ nữ tên Hân ở khu vực ấp Vĩnh Khánh 1 xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, với giá 400.000 đồng, với mục đích sử dụng và bán lại lấy tiền mua ma túy sử dụng tiếp, nhưng chưa sử dụng và bán thì bị lực lượng công an phường phát hiện bắt quả tang cùng tan vật. Công an phường cho phú B lập biên bản lập hồ sơ và chuyển hồ sơ tang vật và đối tượng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Châu Đốc tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Theo số liệu của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận được 61 trường hợp mắc sốt xuất số huyết, trong đó, phường Núi Sam có số ca mắc sốt xuất số huyết cao nhất 29 trường hợp, phường Châu Phú B 15 trường hợp, phát hiện xử lý 36 ổ dịch sốt xuất số huyết. Để ngăn chặn, phòng ngừa sự bùng phát lây lan của dịch sốt xuất số huyết, từ đầu năm ngành y tế thành phố Châu Đốc đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch tại địa phương, tăng cường hoạt động giám sát nhằm phát hiện sớm nhất các ổ dịch và dùng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất số huyết để phòng chống dịch kịp thời đặc biệt trung tâm y tế còn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống sốt xuất số huyết nhất là tại các khu vực nguy cơ cao bùng phát dịch trung tâm y tế chỉ đạo các trạm y tế phường xã thực hiện định kỳ theo đúng kế hoạch các hoạt động diệt bọ gậy lăng quăng vệ sinh môi trường phun quá chất diệt mũi chủ động phòng chống sốt xuất số huyết tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên phương tiện thông tin đại chúng và biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất số huyết nhằm nâng cao ý thức phòng chống bệnh xã hội cho cộng đồng vị chào các bạn đang nghe chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz thưa quý vị và các bạn thực hiện thông báo kết luận số 173 của ban bí thư trung ương đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của bộ chính trị về việc mua và đọc báo tạp chí của đảng những năm qua ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo yêu cầu cấp quỹ chính quyền các cấp và các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị số 11 và thông báo kết luận số 173 nhằm bảo đảm mỗi chi bộ đảng bộ đều có báo nhân dân tạp chí cộng sản và báo đảng bộ địa phương Tiếp theo chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đẩy mạnh thực hiện mua, đọc báo, tạp chí của đảng Những năm qua, tỉnh quỹ luôn tạo điều kiện về kinh phí cho các tổ chức cơ sở đảng mua và đọc báo, tạp chí của đảng như Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo An Giang Việc mua và đọc báo, tạp chí của đảng không phải chỉ để bán được nhiều báo mà quan trọng là nhằm đưa tiếng nói của đảng, nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần tăng cường sự lãnh chỉ đạo của đảng đối với toàn xã hội đồng thời giúp cán bộ đảng viên người dân kịp thời nắm các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị thông qua việc đọc báo đảng giúp cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng những phản ánh của người dân tích lũy những sáng kiến kinh nghiệm những mô hình hay để nghiên cứu học tập triển khai tại địa phương đơn vị mặt khác việc đọc báo đã đáp ứng được thông tin phục vụ công tác chính trị tư tưởng là cơ sở để phản bác những thông tin không chính thống một chiều mang tính xuyên tạc của các thế lực thù địch báo và tạp chí của đảng là tài liệu không thể thiếu trong công tác định hướng dư luận xã hội, ổn định chính trị, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân. Theo đó, nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động trích ngân sách thường xuyên để mua báo tạp chí của đảng, đồng thời duy trì nề nếp, đọc báo vào buổi sáng. Để thu hút độc giả, báo An Giang đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, chủ động phản ánh các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Các cơ quan chức năng ngành bưu điện chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng, ra sót lại các tổ chức cơ sở đảng, chưa mua các loại báo chí theo quy định, tìm hiểu nguyên nhân để tham mưu giải pháp hữu hiệu, tăng lượng phát hành báo tạp chí của đảng tới cán bộ đảng viên nhân dân. Tuy nhiên, qua thống kê số lượng phát hành báo tạp chí của đảng ở các chi đảng bộ trong tỉnh cho thấy số lượng mua báo tạp chí của đảng hàng năm không ổn định, có chiều hướng giảm trong những năm gần đây. Qua thống kê, nhiều đảng quỹ, quỹ ban nhân dân xã phường, thị trấn trong tỉnh không đặt mua báo tạp chí của đảng nguyên nhân do kinh phí mua báo cấp chung trong các khoản chi thường xuyên nên để tiết kiệm chi không ít chi đảng bộ không mua đủ số lượng loại báo tạp chí theo quy định mặt khác do sự đa dạng quá các loại hình báo chí cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý người đọc báo đảng tuy các báo tạp chí của đảng có cải tiến nội dung và hình thức nhưng đôi lúc thông tin chưa phong phú chưa thực sự cuốn hút người đọc tính thời sự tính hấp dẫn còn hạn chế nên các loại báo hình báo điện tử có xu hướng thu hút độc giả nhiều hơn công tác phát hành báo tạp chí về cơ sở đôi lúc còn chậm Ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 119 về quán triệt và tổ chức thực hiện thông báo kết luận số 173 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 8 về việc mua, đọc báo, tạp chí của đảng. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp quỹ đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp quỹ tổ chức đảng cán bộ đảng viên về việc mua đọc và làm theo báo tạp chí của đảng đưa phong trào đọc và làm theo báo tạp chí của đảng trở thành hoạt động thường xuyên rộng khắp xem việc mua và đọc báo đảng là một trong những tiêu chí để phân loại đánh giá tổ chức cơ sở đảng đảng viên hàng năm đảm bảo mỗi chi đảng bộ cơ sở đều có báo nhân dân tạp chí cộng sản và báo an giang mỗi chi bộ cơ sở đều có báo nhân dân và báo an giang các cấp quỹ đảng thường xuyên lãnh chỉ đạo việc mua và đọc báo tạp chí của đảng trong các tổ chức đảng các cơ quan đơn vị trường học hàng năm có kế hoạch xây dựng và sử dụng nguồn kinh phí để mua báo tạp chí của đảng chú trọng công tác kiểm tra giám sát đôn đốc việc mua và đọc báo tạp chí của đảng ở các cấp kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo tạp chí của đảng bảo đảm sử dụng đúng nguyên tắc mục đích tổ chức phát hành báo tạp chí của đảng đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và nhân dân kịp thời đầy đủ, nhất là dùng nông thôn, miền núi, dùng biên giới. Mặt khác, báo An Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức cho phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ báo chí, truyền thông hiện đại, góp phần đáp ứng yêu cầu của bạn đọc và phát huy hiệu quả tuyên truyền định hướng tư tưởng chính trị từng bước xây dựng báo đảng của địa phương trở thành tài liệu có giá trị và phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phát hành báo chí làm tốt nhiệm vụ đơn vị chủ lực phát hành báo tạp chí của đảng với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ động phối hợp chặt chẽ cơ quan báo tạp chí của đảng có giải pháp tăng cường công tác phát hành báo tạp chí của đảng rộng khắp đến các tổ chức đảng cơ quan đơn vị cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần đưa phong trào đọc và làm theo báo tạp chí của đảng từng bước đi vào thực chất Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Châu Đốc có vai trò rất quan trọng là cầu nói để đưa các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp. Đề cập nội dung này, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Châu Đốc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động trong thời gian qua việc tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thanh tra kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trên địa bàn thành phố châu đốc đã được các cấp ngành quan tâm thực hiện qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các cơ quan doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển ổn định xã hội thông qua chương trình công tác hàng năm thành phố đã thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp với nội dung thiết thực có trọng tâm trọng điểm phù hợp với từng đối tượng các hình thức phương pháp tuyên truyền ngày càng phong phú đa dạng và có hiệu quả góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tập trung hướng mạnh vào các lĩnh vực việc, việc làm tiền lương bảo hiểm xã hội an toàn vệ sinh lao động giáo dục nghề nghiệp phối hợp có hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật lao động bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động triển khai thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động chương trình quốc gia về việc làm thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng môi trường lao động hài hòa ổn định và tiến bộ cùng với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người lao động trong các doanh nghiệp thành phố đã làm tốt công tác phối hợp thanh tra kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách Đối với người lao động đã được các cấp ngành quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, thành phố còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động trong cải thiện điều kiện việc làm, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động. Trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thành phố đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, công đoàn tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố qua công tác kiểm tra đoàn đã kịp thời phát hiện và kiến nghị hướng dẫn các đơn vị khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong đó các vi phạm chủ yếu gồm thực hiện các quy định về chế độ báo cáo trong việc sử dụng lao động ký kết và thực hiện hợp đồng lao động xây dựng nội quy lao động khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong thời gian tới để công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cũng như công tác tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thanh tra kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động ngày càng có chiều sâu đòi hỏi sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành người sử dụng lao động và người lao động tạo mối quan hệ lao động hài hòa tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế của thành phố ngày càng phát triển Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn là tình trạng hôn nhân được xác định giữa các cặp vợ chồng mà trong đó một trong hai người hoặc cả hai người chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của luật pháp. Theo điều chính của luật hôn nhân và gia đình, quy định tuổi kết hôn, nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên, nếu người nam giới hoặc nữ giới kết hôn sớm hơn tuổi này được coi là tảo hôn. Ở Việt Nam, tình trạng kết hôn sớm tức tảo hôn vẫn tồn tại ở một số cộng đồng dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, dùng sâu, dùng xa. Tỷ lệ tảo hôn ở các vùng này lên đến 20%. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của phụ nữ dân tộc thiểu số là 17,56 tuổi. Thấp hơn so với quy định, số liệu Savi 2. Ở khu vực phía Bắc, người mông có tỷ lệ kết hôn cao nhất. Tỷ lệ nam giới kết hôn ở 18 đến 19 tuổi là 52,5%. Vấn đề tảo hôn của địa phương, chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh hoặc trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình quyện thu thập các thông tin, số liệu liên quan để đưa vào mục này. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân của tảo hôn là do phong tục tập quán dân tộc và tâm lý sớm có con đàn cháu đóng, nhu cầu có thêm lao động cho gia đình. Do trình độ học vấn thấp, hiểu biết luật pháp hạn chế và việc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng còn nhiều khó khăn. Do vậy, hiểu biết và nhận thức về hậu quả của tảo hôn trong người dân còn hạn chế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số quản lý của chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ, chưa kiên quyết, dẫn đến sự tồn tại gia dẳng của nạn tảo hôn. Những phản ứng từ cộng đồng đối với hiện tượng tảo hôn còn yếu ớt. Một số cộng đồng cho rằng đây là chuyện riêng của từng gia đình. Tảo hôn để lại hậu quả. Đối với cá nhân, gia đình, gây hậu quả xấu đến sức khỏe của cả nam và nữ do bộ máy sinh dục chưa hoàn thiện. Ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình thường của thai nhi do cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, chưa đủ sức khỏe để nuôi dưỡng bào thai làm gia tăng tỷ lệ tử vong chu sinh và sơ sinh trẻ, gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, trẻ đẻ ra có cân nặng dưới 2.500 gram hoặc dị dạng dị tật, làm gia tăng nguy cơ mâu thuẫn và đổ vỡ gia đình do cặp vợ chồng quá trẻ, chưa phát triển đầy đủ về tâm lý và có đủ điều kiện kinh tế để tổ chức cuộc sống gia đình, làm mất cơ hội học tập và có việc làm. Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật, việc kết hôn sẽ không được pháp luật công nhận các quyền lợi vợ chồng sẽ không được tính đến. Đối với xã hội, là nguyên dân làm gia tăng nhanh số lượng dân số, trẻ em sinh ra tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, chậm phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, dị dạng, di tật bẩm sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, gây mất tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc xây dựng chế độ gia đình bình đẳng, tiến bộ, no ấm, hạnh phúc, gia tăng gánh nặng về y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, để giảm tình trạng tảo hôn, chúng ta cần tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức về luật hôn nhân và gia đình, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của tảo hôn, tuyên truyền cho các gia đình dòng họ không ủng hộ, khuyến khích hành vi tảo hôn, đề cao và phát huy vai trò quản lý của chính quyền địa phương trong việc giám sát thực hiện luật hôn nhân và gia đình. Tảo hôn là vi phạm pháp luật công an thành phố châu đốc thông báo thời gian qua tình hình một số đối tượng lợi dụng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng điện thoại thông qua không gian mạng để thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo giả danh thông báo tin giả tin tố giác giả đến cơ quan công an làm nhiễu loạn sai lệch thông tin ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo và xử lý nghiêm khắc nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn xảy ra như đối tượng giả danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủ đoạn của bọn chúng thường sử dụng công nghệ cao ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan công an diện kiểm sát để gọi điện cho bị hại thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án chuyên án mà cơ quan công an đang điều tra xác minh đã có lệnh bắt của diện kiểm sát nhân dân yêu cầu bị hại kê khai tài sản số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Sau đó các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng chuyển tiền vào các tài khoản của chúng. Có đối tượng còn giả danh là cán bộ nhà nước, cán bộ công an địa phương để lừa đảo, giới thủ đoạn, dùng điện thoại gọi đến chủ cửa hàng quán ăn nước giải khác, yêu cầu đặt bàn tiệc để tiếp khách cho cơ quan. Sau đó lợi dụng sự cả tin của chủ cửa hàng, đối tượng nhờ chủ cửa hàng mua thẻ nạp tiền điện thoại và gửi mã số qua mạng Zalo của chúng với danh nghĩa tiền nạp cạc sẽ trả tính chung với hóa đơn bàn tiệc để chiếm đoạt tài sản. Trước các chủ việc trên, đề nghị nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối không tin tưởng, nghe lời người lạ, không làm bất cứ điều gì, nhất là không chuyển tiền, thẻ cao điện thoại, vật phẩm có giá trị, theo yêu cầu của đối tượng, khi chưa xác định được đối tượng là ai và với mục đích gì. Tội phạm lừa đảo qua mạng Các đối tượng cài mã độc lên các website quyên góp từ thiện liên quan đến dịch bệnh COVID-19, thiên tai lũ lục, Khi người truy cập các website này sẽ bị nhiễm mã độc Bị lấy cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, thông tin và mật khẩu các tài khoản thư điện tử, mạng xã hội, thông tin mật khẩu tài khoản ngân hàng, các đối tượng sẽ sử dụng những thông tin thu được để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Một số đối tượng còn lợi dụng không gian mạng để mở các trang web cá nhân bán hàng online. Khi có khách đặt mua, bọn chúng yêu cầu người mua hàng chuyển khoản trước tiền đặt cọc. Sau khi nhận được tiền đặt cọc hay tiền chuyển khoản trước để mua hàng, Đối tượng không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng, sau đó khóa trang mạng của mình, bỏ số điện thoại liên lạc để xóa dấu vết và chiếm đoạt số tiền đã chuyển để mua hàng của nạn nhân. Vi phạm báo thông tin giả, thông tin không có thật đến cơ quan nhà nước. Thời gian qua, từ nguồn thông tin báo tố giác tội phạm của người dân đã giúp cho lực lượng công an phát hiện, điều tra, xử lý và bắt giữ hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên cũng có nhiều đối tượng báo thông tin giả, thông tin sai sự thật đến cơ quan công an, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Đặc biệt đáng lên án nhất là có nhiều trường hợp người dân vô tư điện thoại gọi đến các đầu số đường khẩn cấp, đường dây nóng an ninh trật tự như 113, 114, số trực ban công an để trêu đùa, báo án giả, báo án cháy, gây bức xúc ảnh hưởng đến hoạt động của công tác công an trong việc tiếp nhận xử lý và tham gia ứng cứu ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật hoặc có trường hợp do nợ nần cờ bạc túng quẩn vì muốn trốn tránh nghĩa vụ trả nợ một số đối tượng dựng chuyện báo án giả loan tin bị cướp bị trộm bị mất tài sản nhân dân nhằm lừa gạt gia đình người thân để lấy tiền vàng trả nợ thậm chí có trường hợp để giải quyết mâu thuẫn xã hội đối tượng đưa những thông tin giả tố giác giả du khống cá nhân nhằm mượn tay công an để xử lý người gây mâu thuẫn với mình đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Trên địa bàn thành phố Châu Đốc, lực lượng công an đã điều tra làm rõ và đưa ra xử lý nhiều vụ liên quan đến báo tin giả, tin tố giác giả đến cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ theo quy định pháp luật, trong trường hợp tin báo, tin tố giác không có thật, người báo tin sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi đưa tin của mình. Còn nếu như cố ý thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, tài khoản 2 điều 5 Nghị định 167 trên 2013 trên NDCB của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tai nạn xã hội. Cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng trường hợp báo cháy giả sẽ bị xử phạt tiền lên tới 5 triệu đồng theo khoảng 3 điều 40 Nghị định 167 trên 2013 trên NDCB. Chính phủ quy định nếu vi phạm đối với một trong những hành vi như báo cháy giả, không báo cháy hoặc ngăn chặn gây cản trở việc thông báo tin cháy để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động giả danh lừa đảo qua điện thoại và không gian mạng, công an thành phố Châu Đốc khuyến khích đến người dân tố giác và thực hiện một số nội dung như sau đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện bằng điện thoại cố định người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước đặc biệt là lực lượng công an để không bị yêu cầu thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại không cung cấp thông tin của cá nhân số điện thoại người dân theo địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân lai lịch của người đó người dân khi mua hàng qua mạng cần sàng lọc kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo sao bán về hàng quá danh tính người bán hàng lựa chọn địa chỉ uy tín hình thức thanh toán minh bạch người dân không nên chuyển tiền đặt cọc hàng khi không rõ thông tin danh tính địa chỉ người bán kiểm hàng quá trước khi mua thận trọng ra soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền đồng thời có biện pháp bảo vệ các tài khoản ngân hàng tài khoản cá nhân để tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt để cao cảnh giác trước các tin nhắn trong phòng lớn, không nên nộp tiền theo yêu cầu, đặc biệt theo hình thức nạp thẻ cao giao điện thoại, không cho mượn cho thuê các giấy tờ cá nhân có liên quan như căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc thẻ ngân hàng cho người không quen biết tuyên truyền giáo dục con em và người thân trong gia đình không sử dụng điện thoại gọi đến các đầu số điện thoại khẩn cấp đường dây nóng an ninh trật tự, trong đó bao gồm 113 và 114, hoặc số điện thoại của trực ban công an cơ quan nhà nước để trêu đùa, báo án giả, báo cháy giả. Trường hợp nếu phát hiện hoặc nghi ngờ liên quan đến hoạt động giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, báo án giả, báo tin giả, tin tố giác giả thì cần kịp thời thông báo ngay đến cơ quan công an gần nhất hoặc điện thoại thông báo cho công an thành phố Châu Đốc. Số điện thoại trực ban 02963 866 234, đội cảnh sát hình sự 02963 505 003 hoặc đội an ninh 02963 866 439 để tiến hành xác minh xử lý. Công an thành phố Châu Đốc rất mong muốn được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Này, chưa xác định phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu có sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp ngành, chính quyền, gia đình, lực lượng công an dẫn đến việc thiếu các chương trình kế hoạch cụ thể, công tác tuyên truyền nhiều khi còn mang tính phong trào thời vụ, công tác giáo dục phổ biến pháp luật còn yếu, công tác phòng ngừa đấu tranh đạt kết quả thấp chưa tương xứng với các giải pháp đề ra các ngành, các cấp, bản thân của mỗi người dân, mỗi gia đình cần thay đổi nhận thức và điều kiện sống để ngăn ngừa các nguyên nhân dễ dẫn đến tình trạng bị lừa gạt buôn bán phụ nữ và trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.